Một bạn nữa hỏi rằng: con kính chào thầy. Thầy cho con hỏi, trong cuộc sống này sống luôn thành thật thì có tốt không ạ? Mấy đứa bạn con cứ nói con là ngố vì cái gì cũng thật thà, nhưng con cảm thấy vui vì có đức tính tốt như vậy. Làm mặt cười, đánh mặt cười. Mong thầy hãy giúp con nói cho mấy bạn của con hiểu ạ. Con cảm ơn thầy. Ở trên đời này rất cần gì? Những con người có ý nghĩ, có lời nói và có hành động chân thật. Tức là gì? Tức là những người tốt đó. Các bạn thấy không? Từ cổ chí kim, các bậc thánh hiền và những bậc gì? Những bậc thức giả, người ta đều tán dương khen ngợi những người tốt, lấy những người tốt là những tấm gương để cho gì? Cho người đời noi vào. Chứ có ai lấy những người xấu xa, những người gian dối, những người độc ác để làm tấm gương cho mọi người noi theo đâu. Cho nên với các bạn, có khi nói chưa, người ta chưa hiểu mình, hoặc là gì, với các bạn người ta thấy mình thật đến nỗi gì, thật như đếm. Các cụ ngày xưa nói là thật như đếm. Cho nên có khi đối với các bạn nghĩ là gì? Mình hơi ngô ngố chẳng hạn. Không quan trọng. Điều quan trọng ở đây là bạn nói gì? Bạn thấy cảm thấy rất vui về cái đức tính đó. Sống quan trọng thì mình vui là được. Quan điểm của nhà Phật thì chúng ta không bị lay động bởi tiếng khen chê của người khác. Chúng ta không quan trọng với cái tiếng khen chê của người khác. Người khác khen chúng ta, họ cũng không cho chúng ta thêm một cái gì cả. Mà họ chê chúng ta thì họ cũng không gì, cũng không lấy mất đi chúng ta cái gì cả. Cái điều quan trọng là trong tâm mình thấy bình an, thấy thanh thản, thấy hạnh phúc và thấy gì? Luôn bằng lòng về cuộc sống mà mình gì? Mình đang hít vào thở ra đó. Đó, theo tư tưởng của Thiền sư Nhất Hạnh là hãy sống với cuộc sống hiện tại này, hãy vui và vui với cái cuộc sống hiện tại này, hãy thở và thở với gì? Cuộc sống hiện tại này. Đó, tất cả mọi cử chỉ, hành động, lời nói, ý nghĩ của chúng ta hãy đưa nó về thực tại, thì chúng ta gì? Sẽ cảm nhận được cái lòng từ bi, bình đẳng, vị tha của Đức Phật ở trong mỗi chúng ta mà thôi. Cho nên ở đây thầy khuyên bạn là gì? Hãy cứ sống với cái tâm chân thật như thế, thật thà chất phác như vậy. Còn các bạn của bạn có thể nói bạn ngố, bạn ngu, vân vân, điều đó không quan trọng. Và bạn hãy mỉm cười với các bạn ấy. Nếu mà bạn gì? Bạn là tiến tới một Phật tử, khi nghe các bạn nói như vậy, bạn có thể chắp tay niệm gì? Nam mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật. Đó, chỉ cần một câu như thế thôi, vừa tăng trưởng công đức, tâm mình lại vừa hoan hỷ. Đó. Đấy thì thầy chỉ khuyên bạn này nên sống với cái tâm chân thật đấy, đừng có thoái tâm. Không chỉ bây giờ còn đang là sinh viên, mà sau này học xong, ra trường, đi công tác ở trong bất cứ ngành nghề nào, hoặc là các cơ quan đoàn thể nhà nước, hoặc là các doanh nghiệp, hoặc là chúng ta trở về sống một cuộc sống đời thường đi chăng nữa, thì rất quý với cái tâm chân thật đấy. Và mong bạn luôn sống được với nó cho đến hơi thở cuối cùng. Nhờ cái tâm chân thật ấy, mong rằng đến hơi thở cuối cùng ở cuộc đời này, 80 tuổi hay 100 tuổi đi chăng nữa, thì sau khi xả bỏ báo thân, chắc chắn bạn sẽ được, thần thức của bạn sẽ được hướng về cõi thiện, cõi lành. Nó sẽ tốt đẹp hàng gấp nhiều lần ở cuộc sống của bạn đang sống hiện tại này. Chúc bạn luôn giữ được cái tâm chân thật của mình cho đến trọn cuộc đời này. A Di Đà Phật. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.
Nam mô A Di Đà Phật.